Hello, xin chào mọi người. Thì ở video này mình sẽ hướng dẫn cái cách để mà mình bảo mật tài khoản cũng như là thiết bị của mình khi sử dụng Lux ha. Thì đó là đầu tiên mình sẽ ấn vào đại diện và chọn mục setting. Sau đó mình sẽ đi tới trung tâm bảo mật tài khoản này. Thì trung tâm bảo mật tài khoản sẽ gồm các thông tin sau đây. Thì nó sẽ gồm hai cột nha. Thì cột bên trái thì nó sẽ bao gồm là cái điểm bảo mật của bạn. Thì cái mức độ điểm này càng cao thì nghĩa là cái tài khoản của bạn đã thiết lập nhiều cái phương thức đăng nhập bảo mật. Tiếp theo đó là mục là quản lý thiết bị. Thì mục quản lý thiết bị nó sẽ cho bạn biết là các thiết bị cũng như là các cái trình duyệt đang đăng nhập thiết bị của bạn, đang đăng nhập tài khoản của bạn, thì bạn hoàn toàn nó sẽ log out khỏi các trình duyệt đấy. Và tiếp theo đó là quản lý tài khoản. Thì quản lý tài khoản nó sẽ cho phép mình là gửi kháng nghị tài khoản. Thì việc gửi kháng nghị tài khoản được thực hiện trong trường hợp là bạn không thể truy cập vào tài khoản của bạn, hoặc là bạn mất số điện thoại, hoặc là không còn có thể truy cập vào cái email để có thể nhận code được nữa. Thì bạn có thể submit kháng nghị để có thể gửi tới bên Lux và người ta xử lý, và từ 2 đến 3 ngày thì họ sẽ phản hồi cũng như là cung cấp thông tin đăng nhập tài khoản mới. Và trong trường hợp bạn muốn xóa tài khoản thì bạn có thể truy cập vào đây để thực hiện xóa tài khoản luôn. Về phần phía bên phải á, thì nó sẽ gồm các thông tin liên quan đến bảo vệ tài khoản của bạn. Thì đầu tiên là login method, nghĩa là cái địa chỉ mà bạn sử dụng để đăng nhập. Thì khi mà bạn ấn vào đây thì bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa cái login method cũ cũng như là thêm các cái login method mới đó. Thì một tài khoản bạn có thể thêm nhiều login method khác nhau nha. Tiếp theo đó là login password, thì bạn có thể thay đổi mật khẩu đăng nhập của bạn ở trong này. Về passkey thì đây là một cái tính năng mới từ phiên bản 7.11 trở lên đấy. Thì khi mà bạn thiết lập cái passkey này này thì nó sẽ dựa trên cái thông tin của thiết bị của bạn, ví dụ như là dấu vân tay hoặc là Face ID chẳng hạn. Thì thông thường khi mà bạn đăng nhập hoặc là bạn chuyển tài khoản hoặc là bạn thực hiện một cái hành động nào đấy mà hệ thống yêu cầu bạn xác nhận, thì lúc này bạn có thể sử dụng cái passkey này, ví dụ như là cái dấu vân tay của bạn, để xác thực thay vì là bạn phải chờ nhận code thông qua số điện thoại hoặc là thông qua email. Tiếp theo đó là OTP. Thì OTP này giống như là bạn thiết lập một cái authentication, thì chúng ta cần phải tải một cái ứng dụng về để có thể thiết lập cái authentication này. Đây mình sẽ truy cập vào minh họa cho bạn. Đó, mình sẽ tải một trong ba ứng dụng này về và mình quét. Thì cứ ứng dụng này sẽ cung cấp cái mã cứ 30 giây đến 60 giây này mã đấy sẽ thay đổi một lần và cung cấp để có thể xác thực. Tiếp theo đó là backup verification, thì bạn có thể thiết lập tạo thêm bạn cài đặt để cho phép là có thể nhận code qua một địa chỉ email khác chẳng hạn. Thì thay vì chỉ nhận được thông qua cái địa chỉ email của bạn thì có thể nhận qua một địa chỉ backup. Thì việc này cũng nhằm tăng cái khả năng là truy cập vào tài khoản của bạn tốt hơn. Security code thì là một mã code 4 số mà bạn có thể thiết lập trong trường hợp mà cần truy cập các cái thông tin nhạy cảm của tổ chức chẳng hạn, thì nó sẽ yêu cầu cái security code này, thì bạn có thể cài đặt ở đây. Về lock screen thì có nghĩa là bạn sẽ cài một khoảng thời gian bạn không sử dụng thiết bị thì Lux sẽ tự động khóa cái màn hình này lại và người ta sẽ không thể thao tác được trên cái Lux của họ. Tiếp theo là two step verification. Thì two step verification có nghĩa là khi mà admin của tổ chức cho phép thiết lập cái two step, nghĩa là xác thực hai bước, thì bạn không những phải nhập mật khẩu mà bạn còn phải nhập thêm cái mã xác thực đó. Còn trong trường hợp mà không có bật cái này lên thì chỉ cần là chọn một trong hai. Tuy nhiên thì trong một số trường hợp khi mà hệ thống phát hiện một số cái vấn đề bảo mật đó, thì hệ thống vẫn sẽ yêu cầu bạn phải nhập mã xác thực từ địa chỉ email hoặc là số điện thoại. Thì mọi người có thể lưu ý phần này. Và security management ở đây á, thì nó sẽ hiển thị cái thông tin các cái ứng dụng mà bạn đã ủy quyền. Đó, thì đây sẽ hiển thị một số thông tin ứng dụng mà đã ủy quyền. Và đây là một số tip có thể liên hệ agent để được hỗ trợ, hoặc là ấn vào Headsetter để truy cập vào các cái tài liệu của Lux. Thì video này đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe.